ship nè mọi người ơi. Rồi ship đó, đây là anh Thống và chị Trang. Còn đây là The Ship. The World. Đây khỏi mấy bạn mua cái áo 220.000 về giặt. Lỡ bỏ vô máy giặt dùng lần ba mẹ hết cái màu nhũ giờ mình làm gì? Đó, đó. Nè, nè, các bạn thấy chị ép nào? Về chị ép nó rất là mềm nhẹ nha. Đó, giờ mình lấy cái nhũ này mình ẩn vô. Trời ơi. Hay như vậy nè, máy mình rất là đắt lắm luôn á. Nè chưa? Y như là đồ mới luôn, không biết biết hơn nữa. Sáng quá học mấy quá trời luôn. Chào mừng các bạn đã đến với Trong Văn Phòng. Mọi tài. Em ơi, giờ hôm nay mình đi đâu em ơi? Đi đại diễn nè. Có kiếm thêm tiền không? Hay là đi được cái gọi là cái phe bé bé. Hết 2.5. Cái đống bèo nhèo trên mắt là gì đây chị? Vân lại bỏ tôi nữa rồi. Sẽ bật mí trong tối hôm nay. Bạn có thể bật mí một xíu. Rồi mình chờ chết mẹ luôn. À mẹ con đi rồi. Này sẽ của một nữ ca sĩ mà chắc chắn là sẽ còn rất nhiều fan hơn nữa. Ở đây có ai thích Chibu không ạ? Ghê chưa? Ghê, ghê liền. Yeah. Okay, 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 okay.
với tôi. Anh ơi, anh ở trong đội ship đúng không ạ? Dạ, okay, anh là Hoàng Thông, giám đốc trong đội ship. Dạ, anh ơi, trong đội ship gì vậy? Chừng nào em mới được internship với anh? Em ơi, em là the ship đúng không em? Dạ, đúng rồi. Hôm nay em đi Halloween có quá trang gì không? Vậy em quá trang người yêu anh được không? Không cần, không cần. Giờ mình sẽ tự thử tự tỏ tình với nữ nam. Em ơi, em ơi, em ơi. Ủa sao sao đầu em màu vàng quá vậy? Nó giống cái hạt khóc á. Mà anh là gà này cho anh mổ đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
động nó đụng em tiếp. Nhưng mà có té đâu. Nhưng không té nhưng mà chế nhé. Thật ra là do chế em ơi. Thật ra là tại nó hết nó tự té mà đổ lỗi cho mình đó mọi người. Mày. Làm chị chủ nhiệm của Bắp Pít Ru té. Em ném súng cho người em cho nó té. Bạn Nga